Chuyên chuyên khách hàng gửi đến cho con làm bạn gái á. Ừ, đúng rồi, là cô ấy á, chuẩn bị sinh cho cô ấy mấy em bé đó. À, đồng ý à? Rồi ngồi gần lại xíu. Ê, đúng rồi, gần lại xíu có tình cảm đúng không? Ôm món thơm một cái. Ê, đúng rồi, như vậy mới có tình cảm. Ý. Ở khi bạn gái đói, con lấy đồ ăn cho bạn gái ha. Ừ, đúng rồi, khi bạn đói là lấy cơm cho bạn ạ. Lấy cho bạn ăn cái đó à? Ừ. À, rồi rồi. Ê, rồi.